Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba sau Chúa nhật 6 mùa Phục sinh. Giáo hội công bố và suy niệm đoạn Tin mừng trích trong Tin mừng Gioan chương 16 câu 5 đến câu 11. Cũng vẫn trong bài từ biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ vào đêm tiệc ly. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe bản văn Tin mừng. Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: bây giờ thầy đến cùng đấng đã sai thầy và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền xong thầy nói thật với anh em thầy ra đi thì có lợi cho anh em thật vậy nếu thầy không ra đi đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em nhưng nếu thầy ra đi thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em khi người đến người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi về sự công chính và về việc xét xử. Vì tội về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy, về sự công chính vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa, về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Và kính thưa quý vị và các bạn, bài tin mừng này nói với chúng ta một điều từ chính miệng Chúa Giêsu nhưng điều này bị hiểu sai rất nhiều. Chúa Giêsu nói nếu Thầy không ra đi, đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Thầy đi thì có lợi cho anh em hơn, bởi nếu Thầy không ra đi thì đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Thế tương quan giữa Chúa Giêsu với Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ. Tương quan giữa việc Chúa Giêsu ở lại với việc và ra đi với việc Chúa Giêsu với việc Thánh Thần đến hay không đến là một vấn đề thần học và chú giải mà người ta đưa ra rất là nhiều câu trả lời và những câu trả lời đó có khi rất là sai lạc. Nay tôi chỉ muốn thưa với anh, anh chị em một điểm, đó là khi Chúa Giêsu nói về cái chuyện người ra đi và cái cuộc ra đi này có thể làm cho các môn đệ buồn nhưng mà lại là một chuyện quan trọng và có lợi cho các môn đệ, bởi vì sau cuộc ra đi đó và với cuộc ra đi đó, thánh thần là đấng bảo trợ sẽ được sai đến với các môn đệ. thì khi Chúa Giêsu nói đến cuộc ra đi đó thì cuộc ra đi đó có nghĩa là gì? là việc Chúa Giêsu ra khỏi thế gian mà về với Chúa Cha. Nó có cái yếu tố của đau buồn là bởi vì cuộc ra khỏi thế gian mà về với Chúa Cha đấy là một cuộc chia ly và hơn nữa là chia ly trong mầu nhiệm thập giá. Khi nói đến cuộc ra đi của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu và các môn đệ ý thức rất rõ đó chính là cuộc vượt qua của ngài, cuộc vượt qua với cái cuộc với cái chết trên thập giá rất là khốc liệt. Đi ra khỏi thế gian để về với Thiên Chúa. Thế cuộc ra đi đó trong thực chất nó là Cuộc ra đi theo cái nghĩa là Mầu nhiệm thập giá đó Thì trong thực chất nó là sự hoàn thành Sứ vụ của Chúa Giêsu xu Cuộc ra đi đó trong thực chất Nó là đỉnh điểm Của mặc khải của Thiên Chúa Về tình yêu của Thiên Chúa Đối với thế gian và đối với chúng ta Nơi Chúa Giêsu xu Kitô Cuộc ra đi đó là sự hoàn thành Sứ vụ của Chúa Giêsu xu Và chính khi Chúa Giêsu ra đi Trong mầu nhiệm thập giá đấy và phục sinh của người đấy thì là người hoàn thành cái kế hoạch sáng tạo và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Khi kế hoạch sáng tạo và cứu độ đó được hoàn thành thì thần khí là tình yêu, là sự sống, là sức mạnh, là quyền năng của Thiên Chúa sẽ được đổ xuống trên chúng ta và thế giới. Vậy đây vấn đề không phải là là thần khí với Chúa Giêsu tranh chấp nhau cho nên ấy, ông này phải đi thì ông kia mới đến được không phải nhưng mà là thần khí sẽ được đổ tràn xuống trên chúng ta khi Chúa Giêsu hoàn thành công trình cứu độ của người. Cho nên cuộc ra đi ở đây là cuộc ra đi theo cái nghĩa như thế, người ra khỏi thế gian để về với Chúa Cha và khi ấy với cuộc hoàn thành công trình cứu độ, với cuộc hoàn thành sứ mạng của người, với cuộc hoàn thành giờ của người, cuộc vượt qua của người thì cả kế đồ cứu độ và sáng tạo của thiên chúa đã được thực hiện viên mãn và thần khí được đổ xuống trên chúng ta sự sống của thiên chúa sức mạnh của thiên chúa tình yêu của thiên chúa sẽ thành sự sống thành sức mạnh thành tình yêu của thế giới và của chúng ta và kể từ lúc đấy thì chính thần khí sẽ tác động nơi chúng ta và nơi thế giới để Chúng ta chỉ sống bằng một sức mạnh nữa thôi, đó là sức mạnh của thần khí, sức mạnh của tình yêu và sự sống của chính Thiên Chúa. Và vì vậy Chúa Giêsu nói, nếu Thầy ra đi thì có lợi cho anh em hơn, bởi vì công trình sẽ được hoàn thành. Tất nhiên đối diện với cuộc ra đi, cuộc chia tay và nhất là cuộc chia tay trong mầu nhiệm thập giá thì sẽ có đau buồn, sẽ có sự hoang mang, nhưng điều quan trọng là công trình của Thiên Chúa được thành toàn và thần khí trở thành sự sống cho chúng ta. Kính thưa quý vị và anh chị em, Chúa Giêsu đã hoàn tất cái công trình cứu độ của người, người đã thực hiện cuộc vượt qua của người, người đã chết và đã phục sinh và vì vậy, Thánh Thần đã được ban xuống. Xin chú, xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều quan trọng đó, công trình cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện viên mãn rồi nơi Chúa Giêsu và bây giờ thì sự chết đã bị đánh bại tận gốc tội lỗi đã bị đánh bại tận gốc, đầu mục của thế gian này đã bị xét xử và bị kết án. Bất chấp thực tế của cuộc sống còn đầy những đau khổ, còn đầy những thử thách, còn đầy những điều ác tà vẫn đang chi phối, vẫn đang bao vây, vẫn đang tác động trên chúng ta, nhưng mà xấu xa ra, thần khí là sự sống, là sức mạnh, là quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa đã được ban cho chúng ta rồi nhờ việc Chúa Giêsu hoàn thành công trình cứu độ hoàn thành sứ mạng của người nhờ việc Chúa Giêsu ra đi về với Chúa Cha, thần khí được ban rồi vật thế giới này sẽ được định hình, thế giới này sẽ được xác định không phải bởi quyền lực của sự ác sự dữ, thế giới này sẽ được định hình bởi sức mạnh và tình yêu của thần khí Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô. Và trong cái xác tín đó chúng ta được mời gọi sống thuận thảo với Chúa Thánh Thần. Chúng ta được mời gọi sống thuận thảo với tình yêu của Thiên Chúa là chính Thánh Thần. Chúng ta được mời gọi để cho sự sống của Thiên Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa, quyền năng của Chúa. Thiên Chúa là chính Chúa Thánh Thần đến với chúng ta sau khi Chúa Giêsu Kitô đã hoàn tất công trình cứu độ đó và tác động trong cuộc đời của chúng ta. Và khi ấy, chúng ta sẽ để cho cuộc đời của mình, bất chấp những khó khăn thế nào, vẫn được định hướng bằng sức mạnh và quyền năng của thần khí đó là sứ điệp của bài tin mừng hôm nay mà hội thánh và phụng vụ muốn nhấn mạnh với chúng ta xin chúa cho tôi cũng như anh chị em trong ngày hôm nay dù chuyện gì xảy ra với chúng ta chúng ta cũng vẫn để cho thần khí tác động nơi mình dù những khó khăn, dù những sự ác tà của thế giới, dù những điều xấu xa vẫn còn đó, nhưng chúng ta sẽ chiến thắng những khó khăn và những sự ác tà đó, cái tà trong lòng mình cũng như cái tà của cuộc đời này, chúng ta sẽ chiến thắng bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và khi ấy, chúng ta sẽ chứng nghiệm ở nơi đời mình điều Chúa Giêsu đã nói, Thầy đi thì có lợi cho anh em, bởi vì Thầy đi thì anh em, Thánh Thần sẽ được đổ xuống trên anh em và anh em sẽ sống nhờ sức mạnh và quyền năng của thánh thần kính chúc quý vị và các bạn ngày hôm nay cảm nghiệm được sức mạnh và quyền năng của thần khí của thiên chúa trong cuộc sống của chúng ta xin kính chào quý vị và các bạn